chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HKT Channel. Hôm nay mình sẽ làm video về cái trò zombie. Đây, mình đã đi tới con trùm rồi. Đây, mình sẽ chiến đấu với con trùm các bạn xem. Đây, con trùm này rất là ngầu luôn. Cảnh báo trùm quay tay. Con trùm này quay tay các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ chiến đấu với nó. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Mình ngày nào cũng up những video mới hết. Đó, các bạn thấy chưa? Cái tay nó bự để nó quay tay đó. Đây, bây giờ mình sẽ tiêu diệt con chùm này cho các bạn xem. Lực lượng phòng vệ của ta gần như được xóa sổ bởi một xác sống khổng lồ. Hãy nhanh chóng. Ồ, nó kêu mình tổng cộng là đi giết con chùm đó. Này, con chùm. Tai nó là bị chết với mình rồi. Chồng cơ bắp liu liu. Ôi, nhiệm vụ này cũng dễ quá các bạn ơi. Để kiếm nhiệm vụ nào khó khó hơn xíu mới được. Ok, bây giờ mình sẽ chiến đấu với dòng sông zombie, là dòng sông bất tận của zombie. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây, dòng sông zombie. Chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, bạn có thể tồn tại bao lâu? Mình sẽ, trước khi chơi cái này, mình phải đi mua vũ khí chứ các bạn ơi. Cửa hàng rồi. Kiếm trang bị rồi mua vũ khí mới được. Thấy là một hồi mình ăn hành với con zombie nó luôn. Zombie nó cứ ra hoài luôn. Mình chịu gì nổi vậy đó. Chịu với đám zombie khổng lồ đó là mình phải có một cái sự trang bị rất là kỹ càng. Ok, bây giờ mình sẽ thử là chiến đấu với tụi nó. Rồi, dòng sông zombie hả? Sửa giáp lại, nâng cấp giáp lên cao mới được. Sơ sẩy là tụi nó sẽ xây sở mình liền luôn á các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ sắm cái súng khác mới được. Đâu, kiếm cái súng nào bán để là mình xử tụi này mới được. Súng sao nồng hả các bạn? Ồ, cái súng này ngầu này. Giúp cái trang bị cho nữa nè. Trời, mình nâng cấp cái súng này lên nè. Nâng cấp súng 6 lần, mình lên thành súng gì này. Lên cấp 25 mới được nâng cấp này. Nâng cấp cái này luôn nè. Cái này như là súng canh này phải. Súng canh này đâu có xả ngon. Ồ, cái súng này có bộ vũ lý nè các bạn. Súng này như là súng cối á. Mình lấy cái súng này mình đi chơi với tụi zombie coi. Trang bị. Ok. Hai súng này đi bắn à ta. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu với tụi nó. He he he. Xem mình có thể chịu đựng được bao lâu trong cái dòng sông mà đầy zombie này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi với tụi nó. Súng này bắn không đạn sao? Hay à, thấy rồi. May hả bởi. Ồ, đầu nó ra xuất hiện rồi các bạn. Cái này hơi bị nhanh. Ổn rồi. Hình như cái súng này nó không có cái chế độ gọi là rear hay sao ấy. Nó cứ thụt một phát một không à. Oh my god, nó chạy rồi các bạn ơi.
phát là bay tới mày luôn á. Hít short. Hên là cái chỗ này là nó chạy từ từ nó mới tới. Màn 3 rồi, mình đã tới màn 3 rồi các bạn. Tứ phía luôn. Nhảy trên xuống nè. Bò ở dưới đất chung ra. Mình hụt banh sát luôn. Chơi, chết rồi bị cào. Trời ơi, nó nhanh quá các bạn ơi. Này nó quá nhanh. Sơ hở là tiêu với tụi nó liền. Qua màn 4 rồi. Màn 4 sẽ giết tại đâu đây? Ai sau lưng, chết rồi, không có xuất hiện sau lưng mình rồi. Những con nào đang bắn quánh mình đó các bạn. Nó nằm đâu vậy? Mình không thấy được mức xúc chứ. Nó ở đâu vậy? Tiêu rồi. Rồi, nó chắc nó chết rồi. Chơi mà phun nước miếng mình đó. Mày hả bưởi thằng mập. Thằng mập nè. Chạy nè. Và thấy nó chạy nhanh ghê chưa. Lúc đằng kia mà nó chạy một phát. Con chó. Mà bị con chó cắn cái rồi các bạn ơi. Mày hả bưởi. Đây có một cái bình ga. Bắn vào bình ga đó là sao. Bạn vẫn còn sống. Mình những người sống mình được 5 đồng rồi. 5 cục vàng. Ở đâu vậy? Em bay đó rồi. Ô, mấy con này đội nón luôn. Đội nón này. Cái này xuống mình quấn nó nha. Tự nhiên luôn. Nãy nè. Lên đường. Rồi chó cắn à. Rồi cho nó phun nước miếng mình dính một bớt luôn. Qua màn 7 rồi. Màn 7 rồi cả nhà ơi. Ồ nó kéo có đồ đỡ luôn. Quýnh là chuẩn bị ghê thiệt chứ. Chạy nè, chạy nè. Chạy nè. Đồ đỡ. Nhát đồ đỡ theo luôn chứ. Đợt số 7 rồi các bạn. Tới đợt số 8. Đây số 8 đây. Nguy hiểm chứ sâu. Con chó. Ui, nhiều chó quá. Căng rồi. Thằng này hơi căng các bạn ơi. Quá nguy hiểm, không sao. Mọi chuyện đã được giải quyết. Chạy đâu hả chú chó? Chó còn xương với da mà cũng cắn nữa. Màn số 9 nó bắt đầu. Trời ơi, ngày càng gay gắt hơn. Sau lưng. Chui dưới cống lên nè. Chạy đâu. Nguy hiểm chứ sao. Không sao. Nó còn chó luôn. Nó tấn công mình dữ quá các bạn ơi. Trời ơi. Đây là cái đồ đỡ bằng đồ đỏ bằng gỗ, giờ tới đồ đỏ bằng sắt rồi. Trang bị dữ quá mà. Chống mặt với mấy con zombie này rồi đó. Bây giờ là màn số 10 rồi cả nhà. Đây rồi. Có mấy con zombie độc luôn. Chạy mập mà chạy. Ô zombie độc kìa. Văn mình biết lắm mà, thế nào cũng hành với con zombie độc. Nó chết một cái là nó dục văn ra tùm lum hụt luôn. Ok, bây giờ mình đang nằm ở màn số 11. Các bạn hãy xem mình sống sót được bao lâu nhé. Ồ, có dơi luôn kìa cả nhà. Con dơi. Nó di chuyển quá nhanh các bạn ơi. Banh luôn. Màn 12 rồi. Sau lưng. Chui đất lên. Chui nè. Chui xuống lại nè.
Nó chui lên, mình cho nó chui xuống lại các bạn ơi. Coi nào, nó chạy lại kìa. Kéo như cái tiểu đòn nó quánh mình vậy đó. Chơi nè. Chơi vùng nước miếng nữa, thằng mập chơi chơi. Mình quê tèo mấy thằng mập. Chơi chơi ghê luôn. Chiếc xe. Chiếc xe mà hoài nó banh ra. Ôi, nguy hiểm, trái sâu xuất hiện. Những con dơi. Những con dơi. Dơi các bạn ơi. Không hề đơn giản cái là. Không hề đơn giản cái con dơi này các bạn. Mặt của mình không biết, biết lắm mà. Con dơi. Dơi rồi. Bữa cái nữa rồi. Quơ nè. Nói quơ là quơ gì đó hả? Màn số 14. Hình như càng ngày càng gây cấn cả nhà ơi. Coi nào. Oh my god, còn là dơi không? Dơi không sao bắn đây. Đại thôi chứ sao giờ. Ok, mừng quá đã vượt qua màn 15 rồi. Mình không biết mình sẽ sống sót được bao lâu đây. Ồ, nó kéo cả làng nó lại luôn rồi các bạn. Ai quánh nó mà nó kéo cả làng là nó chạy khí thế luôn. Zombie ta chạy từ từ mà. Zombie ta chạy từ từ mà. Làm gì mà chạy nhanh như vậy. Mình biết mấy thằng này mà. Ủa, các bạn thấy nó bự ghê chưa? Bự hả? Cái nữa nè, dữ nè, coi thằng nào dữ hơn. Ờ, thằng này nó mạnh, nó bự ghê luôn á, nó bự nè, trời ơi, nó cào mình luôn rồi, cào nè, chết rồi cũng không tha luôn. Ok, mình đã được thưởng 5 đồng nữa rồi. Ui, chui dưới đất lên, nhảy trên cầu rồi xuống. Oh my god. Ôm cái đầu đỡ, ơi thằng này đâu ra vậy? Đâu ra mà đông quá vậy các bạn? Chạy. Nó đông quá luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ đã được tới màn 17 rồi. Cái giáp của mình nó bị nứt rồi. Sao đây, Ồ. Đồng quá. Bình tĩnh, bình tĩnh mà đúng thôi. Ồ, nó nhảy từ trên lầu xuống. Ui cha, nó dục mình một vòng chờ bá ngay các bạn ơi. Chạy nè. Chón với mấy con này luôn các bạn. Mình đổi súng quá. Sau lưng. Đổi bay mấy con này hết. Đó, chơi vậy mới lại thôi. Đông quá vậy. Đông nè. Mình bắn một cái là nó bay lúc cái luôn. Coi thằng này nè, chạy. Bắn như bom nổ vậy các bạn ơi. Đâu rồi? Mấy con quái này đâu hết rồi? Đây rồi. Nó nằm ở chiều bên đây. Banh sát nó. Ơi con chó, nó sợ
xuống sông nữa rồi. Cái này di chuyển quá nhanh luôn. Rồi mình ăn cái độc của cái con zombie nữa rồi. Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Chạy nè, chạy đường trời. Có con ếch đó, có con ếch ếch độc màu đỏ nữa. Mình đã tới thứ màn thứ 20 rồi các bạn ơi, mừng quá. Ai quấn mình vậy? Trời ơi, đông quá. Cố lên, không biết mình có qua nổi không nữa. Tụi này nó đông quá đông. Mày hơi bưởi. Đó, có hai con ếch nè, hàng ếch hay con nhái không biết nữa. Nó màu đỏ và nó phun ra. Đó, các bạn thấy chưa? Lại tới mình luôn rồi. Cái này nó chơi theo dạng tự sát hay sao? Nó chạy lại mình, nó chết là mình bị dính độc. Thằng mập nó phun nước miếng nó vậy. Thằng mập. Trời ơi, mình đã được tới màn thứ 20 rồi. Biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa đây. Sao xuất hiện nhanh vậy? Mới thấy đằng kia mà. Nó chạy nhanh quá mà. Thằng Ngọc này nó còn đỡ nó khỏe nữa chứ. Nó chạy như thế luôn rồi các bạn. Bay nè, ôi con chim. Ôi con dơi này bự quá. Con dơi bự. Bây giờ là màn thứ 22 rồi. Cả nhà ơi, chóng mặt chưa? Mình thấy chóng rồi đó. Con dơi nó hiện ra. Nhảy từ trên cầu xuống thì rất là an toàn. Mày hả bưởi, ăn hiếp. Một đám mà đi ăn hiếp của mình à. Con dơi nó cắn mình cái rồi. Bay nè. Rồi nó nằm xe lai hết rồi. Mấy con dơi này nguy hiểm lắm. Wow, màn 23 rồi. Quá căng các bạn ơi. Nó cứ ra liên tục luôn á. Mình bắn liên tục mà mấy con này nó ra còn nhanh hơn mình nữa. Ai chơi mình vậy ta? Ây da, mấy con độc này. Mấy con độc màu đỏ này nó gõ mình. Giáp mình bị banh hết phần nữa rồi cả nhà ơi. Chiếc xe, xe ở ngoài. Mình rỡ cái súng đây. Ui, mình đang bị tấn công. Con chó nó bự. Chó không đổ luôn á. Đổi súng mới được. Bự nè. Giá cái súng này khỏi nó mới ba lần thôi. Mấy con chó này nó ghê. Chạy. Đợi nó mua hiểm là mình thổi cái nón với nó văng một đường một nơi luôn. Oh my god, gần hết đạn rồi. Hy sinh vì tổ quốc nè. Thổi thì nó bay rồi xuống mặt nó nè. Ok, những con dơi đã xuất hiện. Những thằng mọc này mình phải thổi nó bay mới được. Không là những loại nó cào mình banh sát luôn á. Đấy, con dơi các bạn thấy ghê chưa? Con dơi. Thằng nào đang quấn mình nè. Đội nón giáp thấy ghét. Cái nón thấy ghét. Ok, lên tới màn 25 rồi cả nhà ơi. Tiếp theo là màn 26 rồi. Ây da. Màn 26 đã tới. Những con quái vật bắt đầu xuất hiện.
công bốn hướng mà nghĩ sao mình quay kịp, chơi gì cũng căng với mình quá chứ. Nhưng không sao, mình khi mà mình ấy mà sử dụng bơm cho nó chết hết. Đây rồi, cho nó thử cho bơm banh sát nè, gọi là cấp cứu. Ồ, nó mập mà nó còn vác cái đồ đó bự nữa rồi các bạn. Nó mập mà nó còn chạy. Ok, mình đã tới màn 28 luôn rồi. Này nó quá dữ. Càng ngày độ khó càng cao cả nhà ơi. Ôi những con chó. Những con chó này may hấp quá nhỉ. Con chó chạy nhanh quá. Chạy quá nhanh. Ơi toàn chó không. Toàn chó với chim luôn mà. Oh my god. Không chơi. À, không có cái súng này chắc mình ăn hành thôi. Phát là nó bay lúc cấy luôn. He he he, bây giờ tới màn 29. Ok. Bò hả? Bò hả? Rồi nó nhảy xuống gãy chân té chết rồi. Mấy con zombie. Chân yếu rồi còn nhảy từ trên lầu xuống gãy chân chết. Tèn tèn, màn thứ 30 luôn. Đâu rồi, đâu rồi? Tụi nào mạnh đâu rồi? Bánh xác. Oh my god. Mình giữ cái này rồi mà tụi nó còn quánh được mình nữa. Nó giữ nè. Thổi bay hết luôn. Và mình bị tấn công rồi. Này, bốn đường mà bốn đường nó ra một lượt là coi như ăn hành luôn á. Nãy giờ nó ra hai đường một lúc rồi. Ok, mình đã được tới màn 30 rồi các bạn ơi. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Đừng quên là like và share ủng hộ cho mình nhé. Các bạn chỉ tốn một vài giây để share một video thôi, nhưng mà đó là các bạn đang giúp đỡ và ủng hộ mình rất là nhiều. Bây giờ thì hết màn này thì mình gọi là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Vì video cũng dài rồi cho nên mình phải ngừng lại thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.